Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Promoter. Có lẽ các bạn đã xem video timelapse về bộ PC trên 500 triệu mà dưới 1 tỷ đồng. Đây, mình đang có ở đây. Vậy thì với mức số tiền bỏ ra khoảng như vậy thì đây là những gì mà vị khách đẹp trai đã nhận được. Cái này thực tế ra cái bộ PC khi mà chúng mình nạp, thực ra đây là bộ workstation thì đúng hơn. Thì đây là do khách hàng yêu cầu và chúng mình chỉ tư vấn thêm các thứ thôi. Bởi bộ khung khách hàng đã xây dựng sẵn rồi và chúng mình chỉ việc mang linh kiện về lắp. Vậy thì ở trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn những linh kiện đó là gì. Và cái thứ hai nữa, những bạn quan tâm tới hiệu năng hay là trải nghiệm sử dụng như nào thì chúng mình sẽ phải hẹn nhau trong video khác, bởi vì nếu nó ghép vào trong video này thì nó sẽ rất dài. Thì đầu tiên mình sẽ nói đến nhân vật chính mà các bạn có thể nhìn thấy ở ngay trên đây, Titan RTX. Để đọc tiếng Anh là vậy thôi, mình đọc tiếng Việt như Titan RTX. Thì ở đây chúng mình sẽ có 4 card Titan RTX. Về thông số của nó rất ngon, sở hữu lên đến 4068 nhân CUDA, 72 nhân RT Core phục vụ cho cái vấn đề là real time ray tracing, 24GB VRAM GDDR6, và mức giá của nó cũng khá cao khi mức giá này nhập về Việt Nam ấy, nó mức giá ngang một chiếc SSD cơ. Nhưng mà một số bạn sẽ suy nghĩ này, tại sao lại chọn Titan RTX mà không phải là RTX 2080 Ti hay thậm chí là Quadro? Và các bạn thấy là con Titan RTX này nó kiểu nó nửa nạc nửa mỡ quá. Cái này ấy, nó chỉ đúng nếu như bạn chỉ sử dụng card Titan RTX để chơi game thôi, khi mà lúc đấy hiệu năng của nó chỉ hơn RTX 2080 Ti nó khoảng từ 10-20%, và mức giá của nó khi nhập chính hãng về Việt Nam ấy nó đắt hơn rất nhiều lần. Thế nhưng khi các bạn làm việc thì nó lại khác, bởi vì cái thông số của mẫu card này nó gần tương đương với Quadro RTX, trong khi đó mức giá của nó lại rẻ hơn rất nhiều lần. Thông số về sống hạt nhá, Quadro RTX đương nhiên nó sẽ có những cái thông số khác biệt, có những cái nó tích hợp nó ngon hơn. Thế nhưng mà trong cái mức giá mà nó chỉ bằng một chiếc SSD cho một chiếc card đồ họa thì Titan RTX nó là một sự lựa chọn vô cùng xứng đáng. Thì ở đây chúng mình đã lắp 4 card đồ họa rồi. Đây, 4 card và sử dụng hai cầu NVLink để có thể kết nối được với nhau. Rồi, thì bây giờ tại sao lại sử dụng 4 card? Bởi vì CPU được mình lựa chọn đây là CPU Intel Core i9-9980XE. Đây là CPU dòng XS Extreme ấy. Đây là dòng CPU cực đỉnh dành cho các studio chuyên nghiệp này, biến bộ máy của bạn thành một sản phẩm gì đó nó mạnh mẽ theo như Intel quảng cáo thì là vậy. Thì mẫu CPU này các bạn sẽ có 18 nhân 36 luồng, xung nhịp cơ bản là 3.0 và boost tối đa có thể đạt được là 4.4 GHz. Lý do lớn nhất để khách hàng cũng như là chúng mình tư vấn lựa chọn cái mẫu CPU này bởi vì thực tế ra nó có mức giá không hề đắt một chút nào cả. Thế nhưng nó lại sở hữu nhiều công nghệ như kiểu hỗ trợ lên 44 lên PCIe 3.0, nó sẽ cấp được băng thông cho 4 mẫu card đồ họa này. Và tiếp theo nữa, đương nhiên CPU dòng X thì mình cũng phải dòng X rồi, bộ máy chủ sẽ là Gigabyte X299 Aorus Master. Đây là dòng bộ máy chủ chuyên nghiệp dành cho socket LGA2066 rồi. Nó sẽ sử dụng hai cổng cấp nguồn 8 pin để cấp điện cho phần CPU. Và cái mạch VRM này nó cực kỳ tốt. Ở đằng trong cái mạch VRM này nó sẽ có một cái quạt nữa để thể làm mát được cho VRM, bởi vì là cái bộ PC này gần như nó sẽ được hoạt động 24/24, thế nên việc các cái hệ thống tản nhiệt nó hoạt động ổn định nó là một điều cực kỳ được chú ý. Và tiếp theo nữa đó chính là về khe PCIe và RAM được bọc thép vô cùng chắc chắn. Các bạn nhìn cái Titan RTX này, các bạn trông này thôi, chúng mình đã tháo cái phần heatsink nó ra rồi. Cái phần heatsink của nó cực kỳ ấn tượng luôn, nó cực kỳ nặng. Mặc dù nó vẫn trông giống bếp ga, thế nhưng rất đẹp. Các bạn có thể xem ảnh ở trên fanpage của Alphard rồi thì thấy chúng mình đầu tiên có cắm thử là 4 card đồ họa để xếp nhau quá. Nếu như thế ngày xưa là sử dụng kiểu tản lồng sóc thì chúng mình có thể cắm luôn như vậy. Thế nhưng bây giờ nó chuyển sang kiểu tản bếp ga rồi. Nếu cắm 4 card quá sát nhau vậy sẽ nóng, thế nên chúng mình đã chuyển qua vấn đề tản nước rồi. Nhưng mà thôi, tản nước thì một chút nữa mình sẽ nói về vấn đề tản nước. Thì cái mẫu main X299 này kết hợp với CPU i9-9950XE thì nó sẽ có 44 lên PCIe, tức là CPU hỗ trợ 44 lên. Thì băng thông khi các bạn cắm mỗi hai card thôi, đương nhiên nó sẽ đủ rồi. 16/16, ba card sẽ được chia băng thông là 16/16/8. Còn đi cắm 4 card trông như này thì băng thông sẽ được chia lại thành 16/8/8/8. Về cơ bản ấy, mà để sử dụng card đồ họa để tận dụng các cái vấn đề như kiểu AI hoặc deep learning sẽ không gặp vấn đề gì cả. Và chưa kể đến là chipset X299 này nó hỗ trợ thêm cả 24 làn PCIe để các bạn cắm lên các thiết bị ngoại vi như một vài khe SDMA2 nữa, hay các thiết bị ngoại vi khác. Thế nhưng nếu như các bạn cắm quá nhiều thiết bị cùng một lúc ấy thì các bạn nên đọc sách hướng dẫn sử dụng để không bị disable một số cổng SATA hay một số các khe kết nối. Về phần RAM thì mình sẽ cắm luôn tối đa cả CPU và main hỗ trợ, đó chính là 128GB với toàn RAM Corsair Venzen chạy quad channel cho cái băng thông có được cao nhất có thể. Và không giống như dòng CPU Core i thông thường, các dòng CPU Core i kiểu Core i7, Core i5, Core i9 hay nói chung là Core i thông thường thôi thì CPU nó sẽ hoạt động gọi là cái mức T-Jun nó sẽ khoảng ở 100 độ C. Tuy nhiên đối với CPU Core i9-9980XE, mức nhiệt để có thể hoạt động ổn định mà CPU không bị drop, không bị throttling hay là xung nhịp nó bị giảm chỉ là 84 độ C thôi. Đây là một mức nhiệt mà mình phải đảm bảo với các bạn, kể cả bây giờ các bộ cây nó có cái airflow tốt hay là những cái bộ tản nhiệt kiểu nó khủng ấy, thì nó cũng rất khó để có thể đảm bảo được. Thế nên chúng mình đã lắp tản nước cho cái hệ thống này thì khi mình đã thử qua nhanh qua thì nhiệt độ CPU nó chỉ quanh quanh khoảng dưới 70 độ. Đây mức nhiệt độ mình thấy nó cực kỳ ấn tượng. Và bây giờ nhá, cái bộ tản nhiệt này nó đến từ EK, ống là ống thép. Thế nhưng các bạn sẽ nhìn thấy là tại sao chúng mình chỉ đi một ống
đây cho cả cái phần bốn cái cạc luôn. Thứ nhất, đây là do khách hàng yêu cầu một bộ PC nó phải bộ workstation họ để trong ấy nó phải gọn nhất có thể, và họ để trong phòng điều hòa, nói chung là phòng điều hòa cực kỳ mát rồi, 24/24, thế nên họ không cần phải đi nhiều ống cái gì. Cái này các bạn cũng phải thông cảm một điều là do một phần là do khách hàng yêu cầu nữa, và ở đây chúng ta sẽ có hai rack tản nhiệt lớn đến từ EK luôn, thế nên vấn đề tản nhiệt khi mình thử qua thì nó cũng rất ok rồi. Còn hiệu quả như nào thì mình sẽ hẹn các bạn ở trong video khác. Thì với hệ thống tản nước này nó có một ống, đây cái phần này thì mình che mất rồi, nó có cả phù hợp cho vấn đề bảo trì nữa. Và cái thứ hai đó chính là về hệ thống quạt, quạt thổi rát này. Quạt này đến từ Cooler Master, Master Air. Mức giá của một cái quạt này này là 800.000, nó sử dụng vòng bi, thế nên thứ nhất đấy là cái tốc độ quạt của nó rất cao, và cái thứ hai là độ ồn của nó cực kỳ lớn nếu như hoạt động tối đa công suất. Bởi vì đây bộ PC kiểu là deep learning này, xong là AI các thứ, họ chỉ để một chỗ, họ không mang đi sử dụng và không có nhu cầu để ngắm, họ cần những cái gì mà đó nó phải là mạnh mẽ nhất để có thể sử dụng. Thì cái này thực ra nó không xấu được, cái này đẹp ấy, chẳng qua là mình chưa đủ tiền mình mua thôi. Chứ còn khách hàng mà mua bộ PC lên đến dưới 1 tỷ như này thì cái này nó quá đơn giản rồi. Ok, vậy thì có các linh kiện còn lại sẽ là một ổ SSD Samsung 970 Evo với dung lượng là 2TB, cùng với đó là một ổ HDD 8TB nữa. Thực tế ra thì khách hàng có thêm mấy ổ HDD nữa ở nhà rồi, họ chỉ mua thêm gọi là để sử dụng cho, để cài thêm một số các thứ thôi. Cái này cũng nhu cầu của họ, thì cái bộ máy sử dụng Ubuntu chứ không phải sử dụng Windows. Mình cũng đã có tham khảo qua một số những người bạn của mình làm trong giới rồi, thì sắp tới thì mình sẽ nhờ họ để test cho anh em. Và nguồn sẽ là Corsair 1600i, cái nguồn này nguồn của khách chứ, nguồn là khách dùng trước bộ PC rồi, họ mang tới đây để nâng cấp thêm. Và một em Titan RTX kia này, Titan RTX, nó sẽ ăn khoảng 250W, coi 99980XE, nó không phải dạng hiền lành gì khi nó ăn có thể gọi là 300W nếu như mà hoạt động một công suất tối đa, theo như mình trải nghiệm là vậy. Thì cái bộ nguồn này ấy, 1600i tức là 1600W, 4 quạt 250W thì là 1000W, thêm một con CPU nữa thì chúng ta vẫn còn dư giả điện để có thể cắm các thiết bị ngoại vi và đảm bảo nguồn điện sao cho tốt nhất. Và thực tế ra thì cái bộ nguồn Corsair nó ngon như nào thì anh em cũng biết rồi đấy. Và cuối cùng là vỏ cây Cooler Master C700P. Thì cái vỏ cây này ấy, nó phải nói là gọn đấy, các anh em nhìn này, đi nước các kiểu lắp hai rát nước rồi mà nó còn gọi là gần khít như này. Còn đối với những vỏ cây nó lớn hơn, ví dụ như khách dùng vỏ cây nó lớn lên khoảng độ 1,5 lần nữa thì chúng mình sẽ lắp hai tanh để cho cái hệ thống tản nhiệt nó được tối ưu nhất. Và cái vấn đề này thì lý do nữa đó, vỏ cây Cooler Master nó có vấn đề airflow tốt, và cái thứ hai là vấn đề nâng cấp hay là sửa chữa hay là vệ sinh của nó cực kỳ tốt, khi mà nó có rất nhiều các module thì có thể tháo ra và lắp vào cực kỳ đơn giản. Vậy thì chúng ta sẽ tổng kết lại vấn đề chúng ta nói xuyên suốt ở trong video ngày hôm nay, đó chính là về một bộ workstation có mức giá dưới 1 tỷ đồng, ở đây trên 500 triệu và dưới 1 tỷ đồng. Với cái mức giá đấy có rất nhiều các lựa chọn. Các bạn có thể thắc mắc là tại sao trên mạng các bạn xem những bộ workstation họ làm với vài terabyte RAM, họ sử dụng CPU dual Xeon các thứ, nhưng tại sao bộ CPU này, bộ workstation này nó không sử dụng như vậy. Cái này nó phụ thuộc rất lớn vào nhu cầu của khách hàng và công việc của họ đang làm là gì. Thì với công việc họ đang làm deep learning và AI, và cũng có tham khảo cái bộ này từ những cái nguồn trên mạng rồi, xong họ đến đây và chúng mình cũng có là tối ưu lại, và họ quyết định là xây dựng cái bộ PC, cái bộ workstation nó giống như này. Thì đồng ý một điều là cái mức ngân sách của mỗi người bỏ ra nó sẽ khác nhau, và những gì họ nhận lại nó cũng khác nhau nữa. Vậy thì các bạn có khoảng 1 tỷ đồng, các bạn có xây dựng một bộ workstation giống như này không, hay các bạn mua thêm cái bộ PC nó màu mè lấp lánh, xây dựng một cái vòng studio để các bạn chỉ ngồi để chơi game thôi? Thì đường link tham khảo sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Nếu bạn thấy video này hay thì đừng quên bấm like, share như subscribe kênh YouTube của An Phát Computer để không bỏ lỡ video clip của chúng mình. Và bây giờ, thân ái và hẹn gặp lại. Đương nhiên, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở trong video trải nghiệm hiệu năng của bộ này nhé.